Let's take high. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nhà đẹp Apollo Việt, đơn vị tư vấn thiết kế và thi công trọn gói uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Video ngày hôm nay, Ngân Hà sẽ cùng quý vị cập nhật tiến độ thi công biệt thự tân cổ điển 2 tầng 1 tum Trú Thành tại Tiền Hải, Thái Bình. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để hàng tuần đón nhận thêm nhiều không gian sống đẹp hơn nữa nhé. Thưa quý vị, công trình là niềm tự hào và cũng là nơi nghỉ dưỡng, hưởng thụ cuộc sống của vợ chồng chú Thành và cả gia đình tại Tiền Hải, Thái Bình. Từ giai đoạn thiết kế đến xuyên suốt quá trình thi công, chú Thành đều tôn trọng và tuân thủ các quy trình và sự tham vấn của đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư Apollo Việt nhằm tạo nên một công trình hoàn hảo như ý. Quá trình thi công, chúng tôi đã áp dụng quy trình kiểm tra giám sát thi công chặt chẽ, nghiêm ngặt tại cả hiện trường và tại trụ sở công ty, cùng với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm nhằm tạo nên một công trình đẹp, chất lượng hàng đầu Việt Nam. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng quan sát một số giai đoạn của quá trình thi công và hoàn thiện. Giai đoạn thi công móng. Giai đoạn thi công tầng 2. Giai đoạn thi công sàn tầng 3. Giai đoạn thi công tung. Quy trình thi công được giám sát chặt chẽ và kiểm soát chất lượng tỉ mỉ nhằm tạo nên một giá trị bền vững và thẩm mỹ cao cho công trình. Mặc dù công trình đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng quý vị có thể thấy được căn biệt thự tân cổ điển 2 tầng 1 tum này vô cùng hoành tráng và bề thế, xứng đáng là niềm tự hào của cô chú về mái ấm hoàn hảo của gia đình. Ngôi biệt thự khoác lên mình màu sắc trắng tinh khôi với tôn màu trắng mang lại sự sang trọng, trang nhã, đồng thời có khả năng bắt sáng tốt, giúp cho căn nhà nổi bật giữa không gian sống xung quanh. Hệ mái man sát màu đen của đá slate Lai Châu, đặc trưng của kiến trúc tân cổ điển. Phần cổ mái tương đối cao tạo chiều cao ấn tượng, được bố trí rất nhiều hệ cửa sổ xung quanh theo phong cách rococo với hệ mái vọng uyển chuyển nhẹ nhàng, góp phần thể hiện phong cách tân cổ điển cho ngôi biệt thự. Toàn bộ hệ thống cửa sổ của căn nhà sử dụng chất liệu kính dán an toàn hai lớp khung nhôm PMI cao cấp, với chất liệu kính có khả năng bắt sáng tốt, đồng thời còn giúp kết nối không gian ở bên trong và không gian bên ngoài, tạo sự thoải mái cho các thành viên trong gia đình. Thưa quý vị, bên cạnh kiến trúc độc đáo cuốn hút, phần bố trí công năng cũng được tính toán tỉ mỉ, khoa học. Tầng 1 bao gồm phòng khách, bếp ăn, phòng ngủ khép kín và bếp ăn phụ, kho và nhà vệ sinh chung. Tầng 2 có phòng sinh hoạt tổng hợp, phòng ngủ khép kín. Tầng tung có phòng thờ, phòng thể dục, sân phơi, phòng chức năng và nhà vệ sinh chung. Tiếp theo xin mời quý vị cùng tham khảo qua bộ hồ sơ thiết kế kiến trúc công trình. Như quý vị có thể thấy, bộ hồ sơ gồm 289 trang với 3 hạng mục chính: kiến trúc, kết cấu và điện nước, vô cùng đầy đủ, chi tiết và được bố trí vô cùng khoa học, dễ đọc, dễ hiểu. Hồ sơ được đi từ tổng hợp cho đến chi tiết. 1. Mặt bằng nội thất các tầng. 3. Công các tầng, kích thước được thể hiện rõ ràng, mạch lạc. 3. Các mặt đứng và mặt cắt. Quan sát mặt đứng chính diện, quý vị có thể thấy được là rằng sự hoành tráng bề thế của ngôi biệt thự với mặt tiền rộng 16,27m và chiều cao nhà 15,6m. Các mặt đứng, mặt cắt để dễ dàng nắm được chiều cao, cấu tạo của nhà. Lớp cấu tạo hoàn thiện. Như quý vị có thể thấy, cũng được bóc tách rất kỹ, ví dụ từ tầng 1 cho đến tầng 2 là 25 bậc thang. Bản thang thứ nhất cao 1.566, bản thang thứ 2 cao 1.392 và bản thang thứ 3 cao 1.392. Bản vẽ rất chi tiết, rõ ràng, dễ dàng thi công.
Chi tiết bậc cũng được phóng to để thể hiện rõ cấu tạo và vật liệu hoàn thiện đề xuất. Nhà vệ sinh được thể hiện cụ thể các thiết bị cũng như là cách thi công. Với chi tiết lát sàn, nhà vệ sinh cũng được thể hiện tỉ mỉ với kích thước gạch 400x400. Xác định vị trí viên gạch lát đầu tiên để nhà vệ sinh được đẹp và thẩm mỹ. Các chi tiết đắp vẽ, như quý vị có thể thấy, chi tiết đắp vẽ được phóng to và chia ô lưới rất rõ ràng, giúp cho đội ngũ đắp vẽ được triển khai đúng tỷ lệ và kích thước. Để tìm hiểu sâu hơn về bộ hồ sơ thiết kế cũng như được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ ngay theo số hotline 0962 368 892 hoặc 0334 511 135. Apollo Việt cung cấp giải pháp thiết kế thi công trọn gói nhằm mang đến không gian hoàn mỹ, sang trọng cho mọi gia đình Việt. Một lần nữa, Apollo Việt xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại!